Chào mừng các em đã đến với trang lời dạy hay.com. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi mở đầu trang 51 sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 6 kết nối tri thức với cuộc sống. Câu hỏi như sau. Em đã được học về Trung Quốc và Ấn Độ, những nền văn minh lớn của nhân loại. Giữa hai trung tâm văn minh này là khu vực Đông Nam Á, với vị trí rất quan trọng là ngã tư đường của thế giới. Từ những thế kỷ trước đến đầu công nguyên, ở đây đã hình thành các quốc gia đầu tiên. Quá trình đó diễn ra như thế nào? Các quốc gia đó đã phát triển ra sao đến thế kỷ 7? Phương pháp đọc sách giáo khoa và tài liệu liên quan, các em sẽ trình bày như sau. Cơ sở ra đời những quốc gia sơ kỳ ở Đông Nam Á là: thứ nhất, ngay từ đầu thế kỷ trước công nguyên đến đầu công nguyên, cư dân ở Đông Nam Á đã phát triển ngành kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước và một số nghề thủ công truyền thống như là đúc đồng, rèn sắt, dệt, làm gốm. Tiếp theo nữa đó là quá trình giao lưu văn hóa với Trung Quốc và Ấn Độ. Trên cơ sở đó, thế kỷ 7 trước công nguyên đến thế kỷ 7 xuất hiện các quốc gia sơ kỳ, có thể kể đến ví dụ như Văn Lang, Âu Lạc, Champa và Phủ Nam. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các bạn trả lời xong câu hỏi mở đầu trang 51 sách giáo khoa. Môn lịch sử và địa lý lớp 6, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Các em hãy truy cập vào trang lời dạy hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác. Chúc các em học tập tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo.